Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin hàng hóa của HCT ngày 21 tháng 2. Sau đây là một vài tin tức đáng chú ý. Đầu tiên, bản tin kim loại. Tin tức vĩ mô. Chỉ số đô la hôm thứ Ba đã giảm 0,19% và đạt mức thấp nhất trong 2 tuần. Sau khi tin tức kinh tế cho thấy các chỉ số dẫn đầu tháng 1 của Mỹ giảm nhiều hơn dự kiến. Các chỉ số hàng đầu trong tháng 1 của Hoa Kỳ giảm 0,4%, yếu hơn so với mức kỳ vọng là giảm 0,3%. Và là tháng thứ 15 liên tiếp, các chỉ số hàng đầu đều giảm. Sản lượng xây dựng tháng 12 của Eurozone tăng 0,8%. Mức tăng lớn nhất trong 10 tháng. Số lượng đăng ký ô tô mới trong tháng 1 của Eurozone đã tăng 12,1% so với cùng kỳ lên 852.000 chiếc. Tin tức kim loại. Về phía nguồn cung, việc tăng cường dự trữ tồn kho đồng trong kỳ nghỉ lễ tại Trung Quốc khiến người bán hàng sẵn sàng hạ giá xuống mức thấp hơn. Trong khi đó, lĩnh vực sản xuất ở phía hạ nguồn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Về nhu cầu, các công ty chế biến đã khôi phục sản xuất trở lại, nhưng nhu cầu sẽ cần thời gian để hồi phục. Tâm lý vĩ mô lạc quan đã thúc đẩy niềm tin thị trường. Giá đồng dự kiến sẽ tiếp tục giao dịch ở mức cao. Dự trữ kim loại. Dự trữ đồng tại kho sàn LME giảm 2.375 tấn. Dự trữ đồng trên sàn LME tăng 15.075 tấn. Tiếp theo, bản tin năng lượng. Bất chấp xung đột, Chevron bắt tay mở rộng mỏ khí đốt khổng lồ của Israel. Ông lớn năng lượng của Mỹ, Chevron tuyên bố bắt đầu giai đoạn phát triển thứ hai tại mỏ khí đốt Tama ngoài khơi của Israel. Bất chấp cuộc xung đột của Israel và Hamas, Chevron đang nỗ lực tăng cường sản lượng tại mỏ Tama lên 1,6 tỷ mét khối trên một ngày. Dự án mở rộng này sẽ cần chi phí khoảng 24 triệu USD. Mỏ Tama là một trong hai mỏ khí đốt khổng lồ ngoài khơi đã đưa Israel lên bản đồ khí đốt toàn cầu. Mỏ này năm ngoái đã cho sản lượng 10,25 tỷ mét khối, tăng 18% so với năm 2021. Chevron đã phải đóng cửa mỏ vào tháng 10 năm 2023 sau cuộc tấn công của Hamas. Tại Tama, 6 giếng đang hoạt động cung cấp lượng khí đốt tự nhiên từ 7,1 đến 8,5 triệu mét khối mỗi ngày. Hầu hết quá trình xử lý diễn ra trên giàn Tama nằm cách của Ashkelon 24 km về phía tây. Tama cung cấp 70% nhu cầu tiêu thụ năng lượng của Israel cho sản xuất điện. Hoạt động khai thác mỏ này được khôi phục trở lại khoảng một tháng sau khi chính phủ của Tel Aviv cho rằng nguy cơ khai thác bị gián đoạn bởi Hamas đã được loại bỏ. Qatar chuẩn bị ký kết thêm một thỏa thuận cung cấp LNG với châu Âu và châu Á. Qatar Energy dự kiến sẽ sớm công bố các thỏa thuận cung cấp LNG mới với các khách hàng châu Âu và châu Á khi họ đang nỗ lực tăng công suất xuất khẩu LNG lớn nhất thế giới. Ngoài ra, Qatar Energy cũng có thể ký kết thỏa thuận bổ sung để chào đón nhiều đối tác hơn trong việc liên doanh sẽ vận hành công suất mở rộng tại Northfield. CEO của SAT, Serida Akabi cho biết, ông Akabi, đồng thời là Bộ trưởng Bộ Năng lượng của Qatar, cho biết sản lượng LNG của Qatar không hề bị đe dọa bởi sự gián đoạn vận chuyển ở Biển Đỏ. Vị CEO này tiết lộ thêm, hầu hết các lô hàng LNG của Qatar đều hướng tới châu Á, trong khi đó khách hàng châu Âu sẽ phải chấp nhận thời gian giao hàng lâu hơn. Vào cuối năm ngoái và đầu năm nay, Qatar Energy đã ký một số hợp đồng cung cấp LNG lớn với các công ty lớn ở châu Âu và châu Á, trong đó có Shell, Total Energy, Eni và Sinopec. Hồi đầu tháng này, Qatar Energy đã công bố thỏa thuận mới nhất với Petronet của Ấn Độ, một thỏa thuận mua bán LNG có thời hạn 20 năm để cung cấp 7,5 triệu tấn LNG mỗi năm cho Ấn Độ. Cuối cùng, bản tin nông sản. Tin tức nông sản chung, hợp đồng tương lai đậu tương giảm đầu phiên giao dịch hôm thứ Tư sau khi tăng liên tiếp hai phiên giao dịch trước đó. Nguồn cung lớn từ Nam Mỹ và nhu cầu yếu tiếp tục đè nặng lên giá. Lúa mì có sự điều chỉnh nhẹ mở phiên khi đã có nhịp tăng mạnh hôm thứ Ba. Ngô cũng giảm nhẹ. Diễn biến chính của nhóm nông sản, hợp đồng lúa mì giảm 0,4% xuống 5,76 USD trên một bushel sau khi tăng 3,3% vào hôm thứ Ba. Các nhà giao dịch cho rằng đã tăng hôm thứ Ba là do một đợt mua lại hàng của các vị thế bán đã mở ra trước đó được đóng lại. Ngoài ra, đồng đô la suy yếu là các sản phẩm nông nghiệp của Hoa Kỳ có giá cả phải chăng hơn đối với các nhà nhập khẩu. Và dự đoán rằng Washington có thể áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga. Bất chấp đà tăng, lúa mì Seaborg đã giảm khoảng 8% cho đến nay và dao động gần mức thấp nhất trong 3 năm của tháng 9 là 5,4 USD trên một bushel. Đậu tương Seaborg giảm 0,3% xuống 11,75 USD trên một bushel và giao dịch gần mức thấp nhất của tuần trước là 11,6 USD trên một bushel. Trong khi đó, ngô giảm khoảng 2% xuống 4,18 USD trên một bushel, ngay trên mức thấp nhất hôm thứ Ba là 4,14 USD trên một bushel. Hiệp hội Thương nhân Ukraine UGA cho biết xuất khẩu ngũ cốc và hạt có dầu kết hợp của Ukraine tăng lên 3,1 triệu tấn trong tháng 1 từ 2,2 triệu tấn trong cùng kỳ của tháng 1. Chuyên gia tư vấn AgroConsult đã hạ cấp ước tính thu hoạch cho mùa vụ 2023-2024 của Brazil xuống 152,2 triệu tấn từ mức 153,8 triệu tấn trước đó. Trong khi đó, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ xác nhận bán hàng tư nhân 155.000 tấn ngô của Mỹ vụ mới sang Nhật Bản và 228.000 tấn bột đậu tương vụ cũ của Mỹ sang Philippines. Điều kiện thời tiết nóng và khô trong giai đoạn sinh trưởng của đậu tương đã ảnh hưởng đến năng suất, nhưng thu hoạch của Brazil vẫn sẽ lớn hơn tiêu chuẩn lịch sử và các nhà sản xuất ở Nam Mỹ khác như Argentina dự kiến sẽ có một vụ mùa thu hoạch bội thu. Nông dân Ba Lan gia tăng các cuộc biểu tình phản đối ngũ cốc Ukraine. Nông dân Ba Lan chỉ trích và cho rằng sự cạnh tranh không công bằng từ giá ngũ cốc của Ukraine đang đe dọa sinh kế của họ. Người biểu tình tại cửa khẩu biên giới của Medica được nhìn thấy đang mở các toa tàu để cho ngũ cốc đổ xuống đường ray. Người nông dân ở khắp châu Âu đã tổ chức các cuộc biểu tình về nhiều vấn đề, bao gồm về việc chi phí tăng cao và họ cho rằng cạnh tranh không công bằng từ nước ngoài. Cho đến giữa tháng 9 năm ngoái,
EU đã cho phép 5 quốc gia Bulgaria, Hungary, Ba Lan, Romania và Slovakia cấm bán lúa mì, ngô, hạt cải dầu và hạt hướng dương của Ukraine trong nước, đồng thời cho phép chúng quá cảnh để xuất khẩu đi nơi khác. Theo Reuters, máy kéo của người biểu tình đang mang theo biểu ngữ với nội dung với ngũ cốc chảy từ Ukraine, nông dân Ba Lan sẽ phá sản. Ukraine cho biết các chuyến hàng nông sản của họ qua Đông Âu không ảnh hưởng đến thị trường. Những người nông dân bắt đầu cuộc biểu tình của mình suốt ngày đêm tại 3 điểm giao cắt. Cuộc biểu tình của họ dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 15 tháng 3. Bộ trưởng Nông nghiệp của Ba Lan cho biết trước đó ông đang đàm phán với Ukraine và một thỏa thuận hạn chế nhập khẩu có thể đạt được vào cuối tháng 3. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe bản tin hàng hóa của HCT ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo.